Việt Nam đang nổi lên là điểm thu hút đầu tư mạnh mẽ với tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao. Tốc độ tăng GDP trong 20 năm trở lại đây đạt trung bình 6%. Việt Nam là nước có môi trường chính trị xã hội ổn định so với các quốc gia khác trong khu vực, là nơi an toàn để đầu tư lâu dài. Đến nay, đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư nước ngoài FDI tăng hàng năm cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Đầu tư nước ngoài FDI đã thực sự trở thành một phần quan trọng của sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam ngày càng chứng tỏ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, Thái Bình nổi lên là tỉnh còn nhiều dư địa đầu tư với nhiều ưu đãi hấp dẫn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Khi thực hiện đầu tư vào Thái Bình, quý doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau.